bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quang Linh Vlog bị tám sóng khi làm một việc gây sốc tại Đà Nẵng. Thùy Tiên có ứng xử tinh tế. Có thể nói, Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thùy Tiên là một trong những cặp đôi được cộng đồng mạng đẩy thuyền nhiều nhất sau dự án Thùy Nguyện cùng nhau. Suốt một thời gian dài, hai cái tên nổi tiếng được ghép đôi với nhau. Hễ cứ có động thái nào bất thường là đối phương sẽ ngay lập tức được gọi tên. Mới đây nhất, khi Quang Linh Vlog có chuyến bay về Việt Nam cùng đoàn đội của mình, ngoài dành sự quan tâm về lịch trình cho chàng trai xứ nghệ này, như một thói quen, giới trẻ còn liên tục nhắc đến Thùy Tiên dưới mỗi dòng trạng thái Quang Linh đăng tải trên mạng xã hội. Mới đây nhất, trong một clip nhìn xa xăm được quay bởi thuyền trưởng Tiến Nguyễn, một người bạn của Quang Linh cùng dòng caption âm mơ về những kỷ niệm, tim qua đường nhanh tay tang Hoa hậu Thùy Tiên. Dù khi đó Quang Linh chỉ đang nhìn chiếc cầu tình yêu và khách du lịch ở thành phố Đà Nẵng, không ít người còn trêu đùa rằng Linh đang mơ về những kỷ niệm hay mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong nhà có cô Tiên. Ngoài ra, dân tình còn phát hiện được một chi tiết về hình nền của Quang Linh và đón già đón non rất giống ảnh của Thùy Tiên chụp ở Hà Giang. Tuy nhiên, chưa ai xác thực điều này, nhưng lại chính là dấu hiệu khiến hội những người đại thuyền thêm thích thú. Như đã đưa tin vừa qua, Quang Linh Vlog cùng chị gái Linh Đô và một số người bạn trong nhóm đã bay từ Angola về Việt Nam 3 tháng. Theo đó, anh nhận được lời mời từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tham gia chương trình lễ phát động và công bố Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân tại Khánh Hòa sau khi xong công việc sẽ về thăm nhà. Trên trang cá nhân, anh liên tục cập nhật những hình ảnh ở sân bay và tiết lộ gặp sự cố bị delay. Không biết người ta sắp xếp cho mình như nào, đây là delay chứ không phải do mình nên không lo mất vé. 13 giờ hơn bay, nhưng 7 giờ theo giờ Angola, cả nhóm vẫn chưa biết có về được Việt Nam hay không. Sau 9 giờ mới có thông tin nhé mọi người, nam YouTube nói trên livestream. Sau đó Nhật Lệ, chị gái của Quang Linh cũng livestream và nói thêm. Hoãn chuyến bay, nhưng Quang Linh không muốn mọi người buồn nên không nói. Ngày mai bọn mình cũng chưa biết có bay được hay không. Được thì cũng không biết mấy giờ, chỉ biết là phải lên sớm. Quang Linh Vlog là YouTube nổi tiếng người Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh sang Angola xuất khẩu lao động. Sang đó anh lập kênh YouTube qua nhiều clip về cuộc sống đời thường của mình cùng bạn bè, anh em để kỷ niệm và bất ngờ được nhiều người biết đến. Anh cùng bạn bè còn giúp người dân làm nhà, khoan giếng, trồng trọt. Với những việc giản dị mà ý nghĩa, Quang Linh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng. Về phần Thùy Tiên, có mặt tại sự kiện diễn ra vào hôm ngày 6 tháng 8 vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên gây thương nhớ khi xuất hiện trong bộ áo dài trắng nền nã, khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng. Đáng chú ý, tại khoảnh khắc thả dáng chụp ảnh, người đẹp Sa Thành đã nhận về loạt đánh giá cao bởi hành động cúi người chào vị cán bộ vô tình đi ngang qua ống kính. Chỉ sau ít phút đăng tải, đoạn clip ghi lại cách ứng xử tinh tế của Thùy Tiên nhanh chóng thu hút sự quan tâm và lượt tương tác khủng từ đông đảo khán giả. Không chỉ thường xuyên đảm nhận vai trò vedette tại các show thời trang đình đám, nàng hậu còn tích cực thử sức với các hoạt động nghệ thuật như diễn giả, giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc và đã gặt hái được một số thành công nhất định. Song song với sự nghiệp viên mãn, người đẹp Sa Thành cũng gây chú ý bởi những chuyến đi thụy nguyện đầy ý nghĩa. Tuy phải luôn bận rộn với trình công tác dài đặc, mỹ nhân 25 tuổi vẫn đều đặn tham gia, thực hiện nhiều dự án cộng đồng khiến công chúng không khỏi tấm tắc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.